Khi tiếng còi chung cuộc The Big Ballon d'Or vang lên, Arsenal đã giành thêm một chiến thắng khác. Các cầu thủ chạy đến chỗ những người hâm mộ đang vui mừng nhảy, ăn mừng, và phát thanh viên trong sân vận động của Tottenham Hotspur buộc phải tăng năng lượng để cố gắng ăn đi tiếng ồn. Những chiến thắng liên tiếp trên sân nhà của người hàng xóm ồn ào nhất dù không thể xem nhẹ và dù có sợ hãi nhưng Arsenal hoàn toàn hiểu tầm quan trọng của chiến thắng này. Họ đã tìm ra cách. Đáng chú ý là Bursaka đã ghi bàn để trở thành cầu thủ Arsenal đầu tiên làm được việc đó ở cả sân nhà và sân khách trước Tottenham Hotspur ở cùng một mùa Premier League kể từ Ivan Wright mùa 1993-1994. Mùa giải trước đã kết thúc với tỷ số và chúng tôi đã có thêm kinh nghiệm, Saka phân tích khi Arsenal đánh mất lợi thế dẫn trước 3-0 xuống còn 3-2 ở thời điểm trận đấu chỉ còn 6 phút bù giờ. Lời nói của anh tiết lộ rằng hóa ra những đội đã khiến Arsenal vấp ngã ở mùa trước là những đội cần cảnh giác và cần đánh bại ở mùa này. Thật vậy, có những điểm tương đồng rõ ràng với những gì đã xảy ra năm ngoái khi đội bóng của Mikel Arteta dẫn trước Liverpool và West Ham United với hai bàn thắng cuối cùng đều bị gỡ hòa. Tối qua 28 tháng 4, lợi thế của họ lớn hơn, nhưng khi Son Min ghi bàn từ chấm phạt đền, nỗi sợ hãi vẫn không thay đổi. Chỉ còn vài ngày sau lễ kỷ niệm 20 năm Arsenal vô địch Premier League tại Hoài Hà lên danh hiệu cuối cùng của họ, pháo thủ có nguy cơ mất chức vô địch trên sân Spurs. Trận đấu đó cũng kết thúc với tỷ số hòa 2-2 khi Spurs bị dẫn trước 2-0, nhưng điều đó là không đủ để ngăn Arsenal lên ngôi vô địch. Điều thú vị là hai trong số những sự bổ sung của Arsenal mùa hè 2023 là những người không tham gia vào cuộc đua danh hiệu mùa trước và những người phải trải nghiệm về các bàn thua. Thủ môn David Raya mắc lỗi nghiêm trọng khi chuyền bóng đến chân Cristiano Ronaldo, người đã cảm ơn món quà trái cho bằng một bàn thắng. Sau đó, Daniel Roy thực hiện một pha cản phá vụt vào với Ben David và va đã khiến trọng tài Michael Oliver thổi penalty. Trước trận đấu, huấn luyện viên Arteta tiết lộ ông đã nói chuyện với sếp cũ Arsene Wenger về những thách thức của cuộc đua vô địch năm nay và đi đến kết luận phải tìm cách giành chiến thắng vào thời điểm này. Arsenal đã làm điều đó và tất nhiên cũng đập tan hy vọng giành được một vị trí trong top 4 của Spurs.